Hello, xin chào mọi người. Giờ là mình đang có mặt ở ngay một cái ngã ba nè các bạn ơi, ngã ba này không biết ngã ba gì luôn. Mình chạy từ đường DT725 ở đoạn đèo Con Ngó đó. Bây giờ mình về tới đây là vừa qua khỏi cái huyện Đạ Tẻ. Giờ mình bắt đầu vô cái đường 721 nè các bạn. Đoạn này là bắt đầu vô cái huyện Đạ Hoai, Đạ Hoai chứ không phải Đạ Hoai, xã Đạ Hoai, huyện Đạ Hoai. Nhận mấy cái tên đường này nó bị khó nhớ quá. Đường này là mình đi một hồi nữa là về tới ngã ba Madagui á, nó không biết ngã ba ngã tư đó, nhưng ngã tư á là tới đó là mình bắt đầu vô tới con đường là quốc lộ 20, là đường đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt á, đó là đường chính luôn á. Từ đây cách Sài Gòn là 150 km, khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa mới về tới Sài Gòn các bạn. Hiện giờ chắc cũng 3 giờ mấy, gần 4 giờ á. Trên Google Map là chỉ từ đây về tới Sài Gòn là 3 tiếng đồng hồ. Vậy chứ chắc mình đi chắc hơn 3 tiếng á. Tại mình chạy xe thường thường mình chạy cũng chậm thôi, không có dám chạy nhanh. Đường nguy hiểm quá trời, chạy thôi kệ, cứ từ từ thoải mái mà đi. Dạng của mình là đi ngắm cảnh chứ không phải là đi cho mau tới mục tiêu. Thành ra cứ chạy mà thong thả. Mình chạy thường thường khoảng 5-60 cây số giờ. Dù đoạn nào chống chống lắm mình kéo lên cũng 6-70. Chứ mình ít khi nào mà chạy lên tốc độ cao lắm. Có hồi cái lúc mà cách nay một năm mấy về trước mình mới chỉ mua chiếc xe này nè. Như trước giờ mình chạy xe phân khối nhỏ thôi, cái bắt đầu lần này mình mua chiếc xe Outlander này 160 phân khối. Thì mình mới mua xe mà mình cũng muốn chạy thử coi tốc độ của nó cỡ nào. Thì cái kỳ mà mình về Tiền Giang đoạn Gò Công Tây đường tốt lắm. Trận đó là mình kéo lên hơn 100 cây số giờ. Mà chạy một chút xíu thôi là thấy bộ hổng êm mà là mình giảm lại liền. Vậy chứ mấy cái vụ mà mua xe mới thường là dễ bị gây tai nạn lắm á. Thứ nhất là do mình chưa có quen điều khiển và nhường nhuyễn với chiếc xe mới đó, cộng thêm cái là mới mua xe cũng hào hứng muốn kéo cho thử tốc độ cỡ nào, thì thường là nó bị vượt quá mức cái mức độ mà cho phép. Lúc đó gặp sự cố gì là mình không thể nào xử lý nổi, rất là nguy hiểm. Thì đó, như mình kéo lên tới 105 cây số giờ là mình thấy quá trời quá đất hạ xuống liền. Cái đoạn này là nó hết Đạ Tẻ, hết huyện Đạ Tẻ, bây giờ nó vô cái địa phận của Đạ Kho, mà giờ mình không biết Đạ Kho nó là xã hay huyện nữa. Ở đây nó có nhiều cái địa danh mang cái tên là chữ lót là chữ Đạ, Đạ Kho, Đạ Tồn, người Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Đạ Pan. Đạ Tồn Đạ Kho này chắc ở đây chắc hàng quá tồn kho dữ lắm, sao chơi đặt tên Đạ Tồn Đạ Kho luôn. Cái đoạn này nó hết đèo chứ cảnh cũng còn đẹp ghê ha, nhìn nguyên y như là cung đường đèo luôn á. Cái con đường này nó cũng tựa tựa như cái quốc lộ 20 nha. Bên kia thì vừa hết đèo Bảo Lộc thì bắt đầu lại vô cái địa phận của cái con đèo nhỏ là đèo Chuối. Thì bên đây cũng vậy, hết đèo Con Ngó xong xuống tới đoạn này cũng có một cái đoạn đường đèo nhỏ nhỏ. Cái này nó chưa gọi là đèo đâu, nó cũng là một cái đường cong đẹp đẹp thôi. Nhìn cũng núi đồi rồi cũng chập trùng dữ dội lắm không?
Rồi ở đây mới là chính thức vào địa phận của huyện Đạ Hoai nè các bạn. Cái huyện Đạ Hoai này là nó từ đây mà nó chạy dài qua tới bên đèo Bảo Lộc luôn á các bạn. Cái huyện Đạ Hoai này là nó cái huyện cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng, là bắt đầu nó giáp qua tới địa phận của tỉnh Đồng Nai. Thì nó một phía bên tay phải là nó giáp bên huyện Cát Tiên. Còn nếu mà về tới bên Madagui á, là chạy theo quốc lộ 20 về thì nó giáp cái huyện Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Cái đoạn này thấy nhà cửa bắt đầu đông đông rồi, chắc hết hết cái đèo dốc rồi đó. Chắc cũng sắp tới một cái chợ hay cái thị trấn gì. À đây là cái cầu này là cầu Đạ Quay nè các bạn. Đạ Hoai, cầu Đạ Hoai cũng được mà cầu Đạ Quay cũng được. Này để mình dừng lại chỗ này, mình quay lại một số cảnh đẹp cho các bạn xem nha. Phải nói công nhận cảnh thiên nhiên ở đây đẹp như là một cái bức tranh luôn các bạn. Phía xa xa là đồi núi. Bữa nay thời tiết tốt, bởi vậy nhìn cái bầu trời xanh ngắt luôn. Này mà trời âm u là quay không có được đẹp gì đâu các bạn. Có tiền lên đây mua miếng đất nhỏ nhỏ, cái nhà ở ha. Cứ chiều thứ bảy chủ nhật lên đây ở nghỉ dưỡng. Ở mấy cảnh này coi như là dưỡng già là coi như là number one luôn ha. Với điều kiện phải có tiền nha. Chứ ở mấy cái vùng này mà không có tiền mà lo chạy miếng ăn á, chắc cũng không có thể nào có thời gian đâu mà ngắm cảnh. Về ở thứ bảy chủ nhật, sáng thứ hai trở về Sài Gòn làm việc tiếp. Được cuộc sống vậy coi như là đế vương luôn. Rồi bây giờ bắt đầu tiếp tục lên đường. Cái đoạn đường này hai bên đường nó trồng bông đẹp hơn. Mình đặc biệt rất là thích về quê. Quê nào cũng được, hay miễn về quê là thích. Mình ở Sài Gòn từ năm 1993 là cũng 30 năm rồi đó. Mà như cái con người của mình vẫn là gắn liền ở miền quê các bạn. Trong lòng mình cũng cảm giác như mình là người dân quê. Có lẽ là tuổi thơ từ nhỏ sống ở dưới quê, thành nó có nhiều kỷ niệm đẹp ở miền quê. Thành ra cái gì mà có liên quan tới quê là mình thích. Có nhiều người á, người ta lên Sài Gòn, người ta sống chừng 10 năm thôi là người ta hòa nhập, người ta trong tâm trí người ta cứ nghĩ người ta là người Sài Gòn luôn. Còn mình sống 30 năm chứ mình trong lòng mình cũng vẫn nghĩ là mình là dân quê. Bởi vì mai mốt già chắc mình hưu là chắc mình tìm cách mình về quê sống. Về quê là trồng cây nuôi cá, vui thú điền viên. Cuộc sống như mơ luôn ha. Mà muốn đạt được cái điều đó là bây giờ phải cố gắng làm kiếm tiền. Có tiền về quê sống mới được gọi là an hưởng tuổi già thật sự luôn. Chứ còn giờ mình không có tiền, mai mốt về quê ở cắm câu chắc chết luôn á trời. Không biết làm gì sống luôn á.
Người ở quê người ta sống tình cảm lắm các bạn. Nhớ hồi xưa cái lúc mình còn ở dưới quê, chắc thời gian đó khoảng năm tám mấy 90, mình đi với người bạn có ghé vô một cái nhà của cái người đó là cô của thằng bạn, nhà nghèo cực kỳ nghèo luôn á. Thì lâu lâu con cháu tới, cái bà cô đó bà bắt con gà bà làm nặng đãi nấu cháo đãi cho hai hai đứa. Tới ăn rồi mới biết là bà bắt cái con gà mái đang ấp trứng. Trời ơi, mình ăn con gà đó phải nói là nhớ đời nhớ tới bây giờ luôn. Nhà nghèo quá không có gì đãi con cháu, bây giờ con cháu lâu lâu tới muốn con gà đang ấp bắt làm luôn, làm thịt luôn, đãi con cháu luôn. Thì cái con gà đó nó còn to lớn hơn cả một cái người khá giả mà đãi mình con bò luôn á các bạn. Gà coi như một cái tài sản của bà cô đó luôn. Máy lo dừng lại quay phim ở trên cầu đồ này nọ, vừa chạy vừa ngắm cảnh, tới giờ mặt trời lặn luôn rồi các bạn ơi. Giờ mình còn lang thang đây nè. Từ đây về Sài Gòn chắc cũng cỡ 120 cây số. Không mà ra tới cái đoạn mà có đông dân cư rồi mình không sợ, chạy đêm chạy gì cũng không sợ. Sợ là cái đoạn đường vắng ở trên đèo rồi này nọ gặp sự cố này nọ, mình không biết là dù xe bể bánh xe mình không biết giá ở đâu thôi, chứ còn ra tới đường quốc lộ rồi là chạy cũng không có gì phải lo. Qua hết cái đoạn dân cư đông hồi nãy giờ tới đây nó cũng vắng luôn. Con nhỏ đạp xe khí thế luôn. Cái đoạn này nó bớt đèo dốc à, đất bằng. Đoạn này nó cũng có lác đác vài căn nhà nè, nó không có quá vắng vẻ như trên đèo. Những buổi chiều mặt trời sắp lặn, con đường cong uốn lượn nhìn đẹp ghê luôn ha. Nhớ hồi nhỏ mình có nghe cái câu chuyện vui kể là cái cô giáo đó là người Huế,
dạy học trò, như cô đó đọc chính tả cho học trò viết, là cô đọc là đường làng em ngoằn ngoèo như con rắn chấm chấm xuống hàng. Mấy nhỏ nó nghe xong nó viết, cô mới đọc lại là nó viết là đường làng em ngoằn ngoèo như con rắn chậm chậm xuống hang. Thì ra là cái cô đó là người Huế, thay vì người ta đọc là đường làng em ngoằn ngoèo như con rắn chấm chấm xuống hang, mà vì cô đó là người Huế nên đọc cái giọng là theo kiểu người Huế, là đường làng em ngoằn ngoèo như con rắn chậm chậm xuống hang. Bởi vậy nghe vậy mấy nhỏ nó mới viết thành cái câu là đường làng em mà ngoằn ngoèo như con rắn chậm chậm xuống hang. Này là mấy câu chuyện vui kể nghe vui chơi thôi nha các bạn, chứ không phải là cái ý là ngạo cái giọng hay là phân biệt vùng miền gì đâu nha. Cái núi này thấy có kiểu giống như nó không phải sạt lở mà chắc như người ta khai thác cái gì á, người ta đào lấy đất hay sao á. Rồi xong phim rồi các bạn ơi, gặp cảnh sát giao thông nè. Cũng hên nữa nha, nãy giờ là mình chạy từ từ á, chứ nếu nãy mình chạy chừng 7-80 là thôi xong phim rồi đó. Mà có cái này không biết là đúng hay không á nha, mình cũng nghe nhiều người nói rồi đó, là mình chạy xe trên đường á là có cái camera hành trình á, là công an cũng ít có khi nào bắt vô lắm. Này là mình chỉ nghe nói thôi chứ mình cũng chưa biết chính xác là có đúng hay không. Mà dĩ nhiên nếu mà mình dù cho mình mà có đeo cái camera hành trình trên nón bảo hiểm đó, mà mình chạy phạm luật giao thông cũng bị bắt như thường. Nếu mà mình có chạy đúng luật mà trên đầu mình có mang camera nữa thì mình nghĩ chắc cảnh sát giao thông không có vụ bắt lại đâu. Trong giới đi phượt là người ta hay dùng cái từ mà mỗi khi gặp công an giao thông mà có camera hành trình đó, nó gọi là camera hành trình bất tử. Không mà đúng là mình đi mấy lần rồi đó, như cũng ít nhất cũng phải cỡ 4-5 lần mình có camera hành trình trên nó đó, là như là chưa lần nào bị công an thổi vô. Cũng có thể là mình không có bị chạy quá tốc độ hay là không có vi phạm luật giao thông, mình chạy ngang mấy ảnh nhìn rồi thôi đi luôn chứ không có kêu lại. Bắt đầu vào khu dân cư đông nha các bạn. Vô đây là bắt đầu chạy từ từ thôi, không dám chạy nhanh. Chạy nhanh lỡ gặp công an nữa là dính cấp độ liền. Rồi tới đây là bắt đầu vào địa phận của thị trấn Madagui nè các bạn. Cái con đường này vẫn là con đường 721 nha các bạn. Cái thị trấn Madagui này là trung tâm của huyện đảo Hai luôn. Rồi ở đây là
ngay gần tới ngã tư mà giáp với quốc lộ 20 á các bạn. Bên trái mình là hồ cảnh quan Madagui. Đây, đây là quốc lộ 20. Nếu mà mình quẹo trái là mình lên đèo Bảo Lộc đó các bạn. Còn quẹo phải là hướng về Tân Phú, Định Quán, đi về Sài Gòn luôn. Rồi, rồi tới đây là mình xin kết thúc clip tại đây các bạn ơi. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có nhiều động lực ra thêm nhiều clip mới cho các bạn xem. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.